Xin chào, bắt đầu đến với kênh chia xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em lên cho các bác mẫu xe đua Sava High Speed Express, một là mẫu xe full carbon. Đấy, rất là cao cấp của dòng Sava. Em đã giới thiệu rất nhiều chiếc xe này lên trên kênh. Đấy, nhưng mà cái điều đặc biệt của chiếc xe này hôm nay em giới thiệu là nó chạy một bộ chuyển động là full bộ chuyển động Centur Campalolo. Cái dòng Campalolo là thương hiệu của Ý và được rất nhiều những thị trường châu Âu như Mỹ, Pháp hay là Đức sử dụng rất nhiều những cái bộ chuyển động Campalolo này. Đi vào phần khung trước thì phần khung của chiếc xe nó rất quen thuộc với các bác xem kênh em lâu. Khung full carbon, lớp sơn nguyên bản, xe màu đỏ trắng rất là thể thao. Full carbon, xe thì những cái chi tiết của chiếc xe thì còn rất là mới. Đấy, từ lớp sơn đến xích lít. Đấy, chủ xe đi rất là giữ gìn nên là cái chiếc xe này đi còn rất là mới. Chạy full bộ group của Centur Campalolo. Cũng cực kỳ là cao cấp của dòng Campalolo. Đi nghĩa đấy, những cái chất liệu làm nên những cái bộ group này nó là thép đúc đặc. Thép đúc đặc rất là chắc chắn. Nghe không có tiếng, không có tiếng rỗng luôn. Rất là cứng. Carbon Sport Series phiên bản thể thao. Ở đây là công nghệ carbon MCP. Rất là bền. Đó, bộ tay lắc. Tay lắc của Centur. Vành cao bản carbon rất là cao, khoảng chục phân, 5-6 phân. Đây châu sen là theo xe, hối lỗ đi vòng. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt 50 cm. Thì chiếc xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m64-65 đến độ 74-75 phù hợp. Thì bộ liếp sau với 11 tầm và 2 cực đĩa. Cái chiếc xe có 22 tốc độ khác nhau. Của lúc Centur này, Centur Campalolo rất là xịn. Bán trên thị trường một bộ vào lúc này nó đầu vào khoảng hơn 500 đô. 500 đô là chưa có thuế về Việt Nam.
chiếc xe này đang bán với em với giá chỉ có là 24.800 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chỉ hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.